mừng anh em quay trở lại review của DC. Hôm nay thì DC sẽ giới thiệu mọi người một cái đèn tổ ong. Hiện tại anh em thấy cái đèn tổ ong này rất nhiều trên những cái trung tâm cho xe điện thoại linh chuyên nghiệp đúng không ạ? Cái đèn tổ ong này thì anh em có thể lắp để anh em cấp ánh sáng cho khu vực mình cần thiết, và cũng là một cái để anh em có thể view, anh em view xe rất là dễ. Thì cái đèn tổ ong này anh em có thể lắp trực tiếp ở trong cái phòng phủ ceramic như này, và anh em có thể lắp trực tiếp ở cái phần khoang ngoài trung tâm cho xe, lắp ở trong phòng đánh bóng. Thường thì mọi người đã làm cái thạch cao như này rồi thì mọi người bắn lên nó rất là đơn giản. Còn mọi người nếu mà muốn lắp ở ngoài phần trung tâm, ngoài xưởng, anh em có thể mua những cái ống kẽm anh em có thể thi công, thì toàn bộ phần thi công như vậy mình sẽ có cái hướng dẫn cho anh em làm, nó rất là đơn giản thôi. Cái đèn tổ ong này đang có kích thước là rộng là 2m4, dài là 4m8, nó sẽ vừa với khung xe của anh em view xe rất là dễ. Và ánh sáng thì đang là 850W, rất là sáng để cho anh em có thể cấp đủ ánh sáng phần nóc xe và phần mặt của xe rất là ok. Đó, thì hiện tại DC đang phân phối cái đèn tổ ong này ở trên thị trường rất là nhiều. Nếu mọi người đang có nhu cầu muốn sử dụng đèn tổ ong này, mọi người có thể gọi điện trực tiếp cho DC theo số này trên clip, hoặc có thể comment trực tiếp bên dưới để mình tư vấn hỗ trợ cho em nhé. Và đừng quên, bên mình sẽ có thể thi công cho em luôn được cả cái đèn tổ ong như này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người video sau.